Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với mục soi kèo bóng đá hôm nay. Soi kèo Manchester City với West Ham 2 giờ ngày 4 tháng 5 năm 2023, đá bù vòng 28 ngoại hạng Anh. Ít ngày sau trận thua ngược đáng tiếc Liverpool 1-2 ngay trên sân nhà, West Ham tiếp tục phải nếm trái đắng trong chuyến làm khách của người hàng xóm Crystal Palace. Nhiều khả năng, mạch thất bại của thầy trò huấn luyện viên David Moyes sẽ chưa dừng lại, bởi lẽ vòng đấu tiếp theo họ phải chạm trán gã khổng lồ Man City tại Etihad. Thống kê đã chỉ ra rằng Man City dưới thời Pep Guardiola chính là hung thần của West Ham. Cụ thể sau 17 cuộc chạm trán, The Hammers đã phải hứng chịu tới 14 thất bại và chỉ có đúng một lần hạ gục được The Citizen trên loạt đấu súng cân não. Trên thực tế, dù thường xuyên ôm hận trước Man City nhưng West Ham lại rất có duyên trên sàn giao dịch châu Á khi thắng kèo tới 6 lần trong 7 màn đọ sức gần nhất. Tuy nhiên nếu nhìn vào sự hớ hên nơi hàng phòng ngự của West Ham trong hai trận thua Liverpool và Crystal Palace để lọt lưới 6 bàn thua, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu họ thua đậm Man City đồng thời khiến nhà đầu tư phải thất vọng. Nhận định trên càng được củng cố bởi Man City hiện đang đạt trạng thái gần như hoàn hảo cả về phong độ lẫn tinh thần. Sau khi đè bẹp Arsenal 4-1 trong trận chung kết của mùa giải, Man City đã giành trọn 3 điểm ở chuyến làm khách trước Fulham để chính thức vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Đáng lưu ý, thắng lợi 1-2 tại Craven Cottage cuối tuần qua đã là lần thứ 13 Man City được ca khúc khải hoàn sau 14 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Xét riêng thành tích sân nhà, đoàn quân của Pep Guardiola thậm chí đã toàn thắng cả 12 lần đón khách kể từ đầu năm 2023, trong đó có đến 11 trận khép lại với cách biệt tối thiểu 2 bàn. Tuy nhiên, với lịch thi đấu của Man City sắp tới khá dày đặc, nên khả năng cao huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ có những thay đổi trong đội hình nhằm đảm bảo chất lượng. Song song với đó là West Ham cũng tự nhận thức rằng phòng ngự sẽ là lối chơi của họ trong chuyến làm khách sắp tới. Với kèo châu Á Man City chấp 2.0, khá cao, anh em cân nhắc kèo dưới. Chốt kèo châu Á, West Ham được chấp 2.0 full time. Với đẳng cấp vượt trội cùng lợi thế sân nhà, 3 điểm khó thoát khỏi tay của Man City. Điều mà giới mộ điệu quan tâm có chăng chỉ là liệu Pep Guardiola sẽ bày binh bố trận như thế nào? Hay Erling Haaland có tiếp tục lập công để vượt mặt hai huyền thoại Alan Shearer cùng Andy Cole, trở thành chân sút ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải ngoại hạng Anh hay không mà thôi. Ở trận cầu quá chênh lệch như này, đầu tư cho kịch bản West Ham có điểm rời Etihad chẳng khác nào hành động ném tiền qua cửa sổ. Chốt kèo châu Âu, Man City thắng. Trong 12 trận sân nhà kể từ đầu năm 2023, Man City đã chỉ có vỏn vẹn 2 lần ghi ít hơn 2 bàn thắng, đó là ở thắng lợi tối thiểu trước Arsenal tại FA Cup và chiến thắng 2-0 trước Newcastle. Ngay cả những tên tuổi sừng sỏ như Bayern Munich, Liverpool, RB Leipzig hay gần đây nhất là Arsenal cũng thua tan tác khi làm khách tại Etihad thì thật khó để West Ham tránh khỏi thất bại nặng nề ở chuyến đi lần này. 6 trận sân nhà gần nhất của Man City đều không dưới 3 bàn trận, trong đó 5 trận thậm chí còn xuất hiện từ 4 bàn trở lên. Với kèo tài xỉu 3.25, anh em cân nhắc cửa tài full time. Chốt kèo tài xỉu 3.25 chọn tài full time. Dự đoán tỷ số Man City 3 West Ham 2. Chúc các anh em may mắn. Like và subscribe để ủng hộ kênh, cũng như xem những video soi kèo bóng đá mới nhất nhé!